Tọa lạc ngay ngã tư chính Quang Trung, Hùng Vương, vị trí đắc địa bậc nhất của thành phố Quảng Ngãi, là ngôi nhà công sản số 378 Quang Trung, nguyên là trụ sở công ty in phát hành sách và thiết bị Quảng Ngãi. Qua quan sát của phóng viên Dân Việt, sau một thời gian cửa đóng then cài, hiện nhà công sản này đang bị xuống cấp trầm trọng, tường cũ mốc và loang lổ, cửa sắt chính của phía trước bị rỉ sét và trở thành nơi tập kết rác của người dân trong khu vực. Bán đi để cho người ta thay đổi, tức là mình thay đổi cho những người họ có tiền họ mua, họ làm, họ xây dựng lên nó đẹp hơn, khang trang hơn nữa, ý vậy đó. Chứ bây giờ những cái nhà này là không có thể làm được. Có những cái nhà ở Quảng Ngãi là có nhà chỗ đây, chỗ đây nè, 315 Quang Trung nè, cũng đâu để nhất nhất lắm, mà thấy là gì ghê lắm. Nằm cách nhà công sản số 378 chỉ vài trăm mét về phía tây, vốn là nhà công sản số 74 đường Phan Đình Phùng, trụ sở của công ty Sổ số Kiến thiết Quảng Ngãi. Hiện ngôi nhà này cũng đang bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua. Tương tự là tình cảnh nhà công sản số 202 đường Nguyễn Nghiêm, nằm cách chợ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi chỉ vài trăm mét, vốn là trụ sở trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếc nuối trước một vị trí kinh doanh đầy mơ ước của không biết bao nhiêu người nhưng bị bỏ hoang quá lâu. Một người bán bún vỉa hè đã tận dụng nơi này làm nơi để bắt đũa sau khi khách đã ăn xong. Sở Tài chính cũng đã thống kê rà soát toàn bộ cái công sản của cấp tỉnh quản lý, cấp huyện quản lý, cấp xã quản lý để đưa vào một cái danh mục gọi là quản lý công sản. Thì trong đó cái công sản nào là tiếp tục sử dụng, cái công sản nào là coi như bàn giao chuyển cho đơn vị khác, công sản nào là thanh lý, công sản nào là bán đấu giá, thì phải có những cái phân loại như thế để quản lý nó chặt chẽ, để cho nó tránh cái lãng phí thất thoát. Thì lâu nay thì chúng ta chưa làm được, thì vừa rồi thì Sở Tài chính cũng đã làm được, xây dựng gọi là xây dựng một cái phương án để quản lý và xử lý đối với tài sản công. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn giao Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành và địa phương để thống kê, rà soát lại tất cả các nhà công sản trên địa bàn tỉnh. Mục đích là để đánh giá lại hiện trạng toàn bộ nhà công sản để đề ra phương án xử lý, tránh tình trạng lãng phí và mất mỹ quan đô thị.